Trà Văn Lê Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Trà Văn Lê Việt Nam tham khảo những hình ảnh thực tế về lắp Titan GR2 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM B348. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh về lắp Titan phi 35mm và phi 40mm. Titan GR2 là một loại hợp kim Titan có khả năng chịu ăn mòn tốt và khả năng chống ăn mòn tốt trong môi trường hóa chất. Titan GR2 được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, dầu khí, y học và nhiều lĩnh vực khác. Titan GR2 có khả năng chịu ăn mòn tốt trong môi trường nước biển, axit sulfuric, clo và các hợp chất hữu cơ. Điều này làm cho nó trở thành một vật liệu lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến nước biển như làm các bộ phận cho tàu thủy, các thiết bị chuyển đổi năng lượng và các thiết bị xử lý nước biển. Ngoài ra, Titan GR2 còn được sử dụng trong lĩnh vực y học như là các bộ phận, các thiết bị y tế và các bộ phận được cấy ghép trong cơ thể con người. Tính ổn định sinh học của Titan GR2 giúp cho nó được chấp nhận rộng rãi trong các ứng dụng y tế. Đặc tính vật lý của Titan GR2 cũng làm cho nó trở thành một vật liệu ưa thích cho các thiết bị có độ bền cao và trọng lượng nhẹ như các bộ phận cho máy bay, xe hơi và cho xe đạp đua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi Trà Văn Lê Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.